Rồi hello anh em nha, hôm nay mình đã lên sóng cho anh em con Xipo full là một xe khách đi lướt nha anh em. 3 mấy triệu thôi. Đây. Máy móc em ru nha anh em. Không tiếng động. Full 120 lòng lưỡi xe nha anh em. Đó, máy móc em ru. Phục trước phục sau zin bô zin KV. Xe đẹp liền lạc nha anh em. Còn anh em nào mua xe có liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình, 35 triệu nha anh em. Chỉ 35 triệu thôi. Rồi chào anh em nha.